第八十八天 ngày 丹丹呃命工陪费还应该反应来。嗯我也觉得。嗯我也觉的。嗯我也觉得。嗯我也觉得。嗯我也觉得 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. Chào ủa tứ tứa chiều khó. Ở đâu? Tại nả? Nhà mình chính là ở gần đây. Ủa cha tài phủ Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Cho mình số di động. số Có dùng Facebook hay không? Dùng Sau khi về, dùng từ trủy để biểu đạt phương hướng xa khỏi phía người nói. 回去以后，听 thấy rồi，找到了。không được，sao có thể để bạn？不行，怎么能让你？đừng khách sáo với mình nữa。不要再跟我客气了。

xin mời từ từ dùng. Chính mà dùng. Bạn nếm thử một chút xem. Nỉ tráng ý tráng. Wow, thật sự rất không tệ. Wow, rất là hẳn bất chua. Ví rất ngon, rất thơm. 味道很好，很香，敏公陪味，我也觉得。